Dạ vâng, thân ái chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, 2023. Khải không có theo dõi được toàn bộ tại vì cái nền tư pháp Việt Nam cũng như là cái hệ thống tòa án cũng như là bộ truyền thông, bộ thông tin và truyền thông hay là văn hóa thể thao du lịch gì đó, tức là cái phiên tòa xử đó thì họ không có cho người dân tự do tham dự cũng như là không có truyền thông báo chí, không có được tự phát, tự tác nghiệp, tự tường trình, mà chỉ có những người là được cấp thẻ, được chuẩn thuận đó, được cơ cấu mới chỉ định thì mới được vào trong tòa để mà quay phim thu hình. Và những cái gọi là truyền thông báo chí, YouTubers này kia đó thì cũng phải xin phép, nhưng mà chỉ được vào một cái phòng bên cạnh, và ở đó thì họ truyền ra một cái đường dây để mà bên trong thâu hình đó, tức là cái người của chính phủ, của bộ tư pháp, của tòa án họ thâu hình thì họ sẽ truyền ra cái đường dây vào trong một cái màn hình lớn, cái large screen, thì từ đó những cái người mà tham dự ngồi trong cái phòng đó thì chỉ có theo dõi qua cái màn hình thôi, và có quyền là live stream, có quyền thâu cái màn hình đó để truyền tải đi lên trên mạng xã hội. Thì nói chung là Khải cố gắng theo dõi nguyên nửa ngày qua, nhưng mà cũng không có thể nói là có thể là trực tiếp theo dõi, nắm bắt được tất cả những cái diễn tiến xảy ra trong cái phiên họp. Thành ra hy vọng là những cái chia sẻ của Khải nó chỉ mang tính là nhận định chủ quan, những cái cảm nghĩ của Khải thôi, chứ Khải không có thể làm được cái vai trò mà bình luận, nhận định với tính cách gọi là một người mà nắm bắt được diễn tiến của sự việc, của phiên tòa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Khải nghĩ là từ giờ trở đi, mặc dù có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của Khải, kể cả cái sinh mạng hay là cái an toàn hay là cái cuộc sống của Khải, nhưng mà có lẽ là Khải sẽ trở lại cái vai trò cách đây mấy chục năm mà Khải nói là Khải từng làm đó. Tức là ở Việt Nam thì có cái nhóm cờ đỏ, dư luận viên tỉnh Pháp, và cụ thể là cái kênh Việt Vision. Họ có cái tiêu chí là đập tan những luận điệu tuyên truyền. Thì Khải cũng có thành lập một cái nhóm là công luận viên tự do, công luận viên tự do để đối đầu lại với dư luận viên, để khai não cho họ, để mà giảng đục khơi trong, để mà khai thông dân trí, góp phần khai thông dân trí, cụ thể là khai trí cho những dư luận viên cho đến giờ này vẫn còn cuồng đảng, vẫn còn bao biện, vẫn còn bảo vệ những cái điều mông muội, phi dân chủ, thiếu văn minh như là cái điều luật 331, và vẫn còn cúc cung bảo vệ đảng, bảo vệ cái hệ thống tòa án ở Việt Nam, mà từ từ chúng tôi sẽ giải thích theo Khải là nó quá lạc hậu, nếu mà không nói là u mê, tăm tối, mông muội, mọi rợ, thiếu văn minh, phi dân chủ, và chỉ là những cái công cụ để bảo vệ cơ quan công quyền, bảo vệ đảng viên, bảo vệ bộ máy nhà nước, bảo vệ bộ công an, mà hoàn toàn không có thật. Cái nguyên lý sâu xa nhất, cái đáy của vấn đề là không phải bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi của công dân, của tất cả công dân,
đều được phải bảo vệ như nhau, không có phân biệt, không có đối xử, không ai ngồi xổm trên pháp luật, không có khẩu lệnh, không có án bỏ túi, không có chỉ thị mệnh lệnh từ bên trên. Tại vì chúng ta sống ở thế kỷ văn minh, không có còn sống trong cái thời tầm tối phong kiến nữa, mà có tứ trụ triều đình, mà có khẩu lệnh của vua, chiếu chỉ của thượng đế, của thiên tử gì hết. Thành ra hiện giờ đối với Khải, luật lệ ở Việt Nam mà cần phải được cải tổ, cần phải được học hỏi, kể cả những cái quy tắc ứng xử, những cái quy định, những cái tư duy não trạng. Chút nữa Khải sẽ nêu cụ thể, tức là kể cả cái vị thẩm phán xử cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, thì cho Khải thấy là một cái thái độ rất là, nếu mà nói một cách nhẹ nhàng là bất lịch sự, còn nếu mà dùng những cái từ bổ bả như Khải nói là thiếu văn minh, vô văn hóa, mất dạy, lão lếu, trịch thượng, không xứng đáng làm công bộc của người dân. Dù cho ông là thẩm phán, ông cũng chỉ là đảm nhiệm cái vai trò đó để thực thi công lý, đại diện cho bộ máy tư pháp, đại diện cho viện kiểm sát, đại diện cho tòa án để xét xử thôi. Ông không phải bố bà Hằng, ông không phải là quan tri dân phụ mẫu. Đừng có cái thái độ mất dạy, trịch thượng, láo lếu, bố đời như vậy. Đi học lại đi học bổ túc, bổ túc văn hóa, bổ túc về quy tắc ứng xử. Qua Thái Lan, qua Singapore, qua Campuchia, nếu mà không có cơ hội qua Mỹ, qua Tây để học, học cái thái độ ứng xử, dẹp cái lối trịch thượng, nói chuyện với dân mà nói chống, nói bổ bả. Học là mấy rồi? Làm thẩm phán hồi nào? Ai bổ nhiệm làm thẩm phán? Ăn gì chưa? Sáng có bị vợ chửi không? Nói chuyện con nó có nghe lời không? Ông nghe Khải nói chuyện với ông như vậy, ông thích không? Con người mình văn minh lịch sự, nói chuyện phải có đầu, có đuôi, có chủ thể, có đối tượng. Dù người ta là bị can, bị kéo, mình vẫn phải nói cho có đầu, có đuôi. Bị cáo có bao nhiêu con? Hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện tại ra sao? Tình trạng hôn nhân của bị cáo? Chứ không thể nói là có con không? Bao nhiêu con rồi? Nói chuyện mất dạy, vô văn hóa. Đại diện nền tư pháp Việt Nam ngồi thẩm phán và ăn nói mất dạy, vô văn hóa, bất lịch sự như vậy. Rồi Khải thấy những cái người mà luật sư cho Đàm Vĩnh Hưng, kể cả luật sư Hàn Ni, thì Khải xin lỗi. Có lẽ là mấy chục năm trước thì nhờ quan hệ hay là xứ mù thằng chột làm vua, hay là vì lý do gì đó quý vị được nhận vào học luật sư, rồi được cấp bằng hành nghề, được làm vai trò luật sư. Chứ còn Khải thấy cái sự thể hiện của quý vị thì không có một cái xứ sở văn minh nào mà người ta chấp nhận những con người như quý vị mà đại diện cho tòa án để làm luật sư đó. Đây là một cái phiên tòa rất là nghiêm trọng, rất là quan trọng. Cho dù là quý vị đang thắng thế, cho dù là quý vị đại diện cho Đàm Vĩnh Hưng, là đối với quý vị là bị hại, là nạn nhân, và đối thủ của quý vị đang bị tạm giam, đang ngồi tù, đang bị còng tay, đang là bị cáo, đang đứng trước tòa. Nhưng mà trong suốt quá trình tham dự phiên tòa, từ lúc quý vị lái xe đến tòa, xuất hiện trước công chúng, đi vào tòa, thì phải thể hiện cái tư cách, cái phong thái của, tiếng Anh nó gọi là officer of the law. Quý vị là luật sư, là quý vị là nhân viên của tòa án, công chức đại diện cho nền tư pháp đất nước. Quý vị phải hành xử cho nó nghiêm túc, cho nó xứng đáng với cái vai trò của mình. Quý vị không phải là teenager, không phải là groupies, không phải là cái đám mà choi choi mới lớn mà
fan cuồng của Đàm Vĩnh Hưng để mà lóc chóc loi choi cười cợt vung vẩy tung tóe cười cợt rồi quơ tay múa chân ngã nghiêng. Quý vị không phải là đi theo Đàm Vĩnh Hưng để làm PR, để khuyến mãi, để quảng cáo, để mà làm một cái chương trình ca nhạc để mà quý vị đú đỡn công cớn mà coi như ngúng ngoẩy như vậy, rất là nó gọi là unprofessional, không có chuẩn mực, như một đứa con nít mới lớn, không xứng đáng là một người gọi là luật sư trong vai trò đại diện thân chủ mà quý vị gọi là bị hại để mà xuất hiện trong một cái phiên tòa tầm quan trọng quốc tế, cái trọng án vào ngày hôm nay. Khải xin lỗi cỡ Khải mà bên Mỹ này mà quý vị là luật sư là Khải chửi, Khải nói dẹp cái bằng luật sư của quý vị đi, lấy lại cái bằng luật sư, không xứng đáng làm luật sư. Luật sư xuất hiện trước công chúng không thể có cái thái độ trẻ trâu như vậy được. Từ từ Khải sẽ trở lại, giống như Khải nói là quý vị có ghét bỏ hay là Khải trở thành là đối thủ, đối nghịch, đối lập, là phản động hay là trở thành kẻ thù hay là đối tượng cần phải theo dõi, cần phải trù dập gì thì đó là chuyện của quý vị. Còn Khải sẽ trở lại con người của Khải, có sao nói vậy người ơi, và Khải sẽ nêu ra những cái bất cập, những cái yếu kém, những cái mông muội, những cái tư duy não trạng lạc hậu, cổ hủ, mông muội, mù quáng, độc đoán, ngang ngược, ngoan cố, hủ lậu u mê, để mà hy vọng trong tương lai con cái chúng ta, các nước lân bang, mà như Hồ Chủ tịch có nói là các cường quốc lân bang, để mà chúng ta có thể ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc lân bang, chứ không phải tự sướng ngồi trong cái hốc hẻm đáy giếng để mà tự sướng, để mà cho rằng mình đã được là đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, là mình ngang cơ với Hoa Kỳ, mình giống Hoa Kỳ, mình bằng Hoa Kỳ rồi. Không phải như vậy. Người ta nhìn vô vẫn thấy quý vị giống như những con khỉ mặc áo vest, giống như Khải chửi thằng Charlie Nguyễn Mạnh Trí thôi. Những con khỉ mặc áo vest, đeo cà vạt thì vẫn là những con khỉ thôi. Tư duy não trạng rất là khỉ khò, rất là mông muội, rất là mỏi rợ. Khải hy vọng nền tư pháp Việt Nam cần phải thay đổi, cần phải cải tiến, cần phải cải tổ. Kể cả cái thái độ hống hách trịch thượng của thẩm phán cũng dẹp đi. Nếu mà những thẩm phán ở Việt Nam còn có thái độ sức sự hách dịch với người dân như vậy thì Khải ở bên đây Khải cũng sẽ đối xử với quý vị giống như vậy. Hàng ngày Khải lôi quý vị ra, Khải chửi như chửi chó để quý vị hiểu được cái cảm giác của một người gặp những cái thằng mức dạy vô văn hóa nó nói chuyện với mình không đầu không đuôi. Ê, đi đâu đó? Thẩm phán hả? Ai cho làm thẩm phán vậy? Sự tòa này có được ăn tiền không? Có nhận khẩu lệnh của bên trên không? Bên trên nói sự sao? Bộ chính trị nói sự mấy năm? Hồi nhỏ có đi học không? Làm thẩm phán có bằng luật sư không? Học luật mấy năm rồi? Biết đọc biết viết không? Cái hình cha thẩm phán này, kính thưa quý vị, giống trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc. Sờ mờ lờ gì đó, có nghĩa là khi mà có người thảo cái bản diễn văn cho mình đọc, mình không được nắm được vấn đề, thành ra khi mà đọc thì cứ sờ mờ lờ. Sờ con mẹ gì, vờ lờ con mẹ gì. Thì cái hàng cha thẩm phán này cũng vậy, kính thưa quý vị. Có lẽ là trong cái bài, những cái phần mà gọi là hạch hỏi bà Nguyễn Phương Hằng á, thì có người soạn sẵn rồi, giả dụ nói là nhân thân, tình cảnh gia đình này nọ. Nhưng mà cho phép Khải gọi bằng mày, mày rất là ngu. Mày đọc cái đó, mày phải hiểu đó là người ta ngắn gọn, người ta nói mày hỏi những cái phần này, người ta đã soạn sẵn những cái điểm mày hỏi. Nhưng mà khi mày thực sự mày hỏi thì mày cũng phải có chủ thể hỏi, phải dùng cái ngôn ngữ, thái độ, phong cách lịch sự tối thiểu trước khi
kết án bà Nguyễn Phương Hằng, bà vẫn chỉ là bị can bị cáo thôi, chưa có tội, bà vẫn là một công dân đồng bào. Mày dù là vai trò thẩm phán cũng vẫn là một người Việt Nam trí thức thì phải ăn nói cho nó có trình độ, chứ không thể ngồi trước phiên tòa, trước bàn dân thiên hạ như vậy mà nói trống lỗng, nói trống như một cái thằng trẻ trâu vô học. Mất dạy, mai mốt học lại đi. Cái bài đó người ta nói là hỏi những cái điểm gì thì mình cũng phải nói là nếu mà không nói chị bà Nguyễn Phương Hằng thì dùng từ bị cáo cũng được, trịch thượng tí xíu nhưng mà vẫn là chính xác, có quyền nói là bị cáo. Nhưng mà vẫn phải hỏi lịch sự nhẹ nhàng chứ không thể nói cái thái độ hách dịch, mày đéo phải bố đời. Nói chuyện mất dạy, dẹp cái trò đó đi. Dạ xin lỗi quý vị, cho phép Khải ăn sáng hạ hỏa xong Khải sẽ chia sẻ về cái cảm nghĩ của Khải đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì trong cách đây vài hôm thì Khải có nhắn nhiều bà Nguyễn Phương Hằng, thì Khải nói là ngẩng cao đầu. Nhưng mà sau đó thì ngày hôm sau thì trong cái chương trình của đạo diễn Quốc Võ Việt Di Chú nói chuyện với Du Tăng Thích Minh Tánh thì vô hình chung đã gián tiếp một cách hình thức nào đó cũng có nói ra những điều mà Khải cũng đang tính nói, thành ra Khải không nói nữa. Thì Khải còn nhớ mang máng là Khải chuẩn bị, Khải chỉ nhắn nhủ bà Nguyễn Phương Hằng là vô hình chung là bà có muốn hay không, bà có chủ ý hay không, bà có cái dự định, có cái kế hoạch, có cái toan tính hay là dùng cái từ ý đồ đó hay không thì Khải không biết, nhưng mà vô hình chung bà gọi là phúc họa gì không biết, bà đã bị vào cái thế, đã vô hình chung đã ở vào cái vị thế mà giống như Du Tăng Thích Minh Tánh cũng nói, mà ý Khải muốn nói là nhìn ở góc độ tâm linh thì bà đã vượt vũ môn, đã lên được một cái cảnh giới khác rồi, hạ đồ đao thành Phật. Có nghĩa là Khải đã nói trong cái chương trình cách đây mấy ngày là không kể xuất xứ, không cần biết là xuất xứ quá khứ sao, nhưng mà vào cái thời điểm này nếu mà bà assume, tức là bà chấp nhận, đảm nhiệm, gánh vác cái vai trò đó, bi nha, bi tức là thật sự assume, đảm nhiệm, trở thành cái con người để mà thực hiện cái vai trò đó, thì bà sẽ ở một cái cảnh giới khác, ở một cái gọi là cái vị thế, cái cảnh giới, cái nói chung là một cái vai trò, cái đẳng cấp hoàn toàn giống như Khải nói, cỡ mà mấy cái người đang xử bà thì không, mai mốt không có cửa, không có tương lai để mà thành ra Khải đang nói đây là mấy hôm trước thì Khải tính vô hình chung Khải có nhớ một cái hai cái câu thơ hay là trong một cái bài nhạc nào đó, Khải xin lỗi Khải không có truy cứu ra cái tác giả, là cái câu thơ Khải nhớ mang máng là em về điểm phấn tô son lại, nở với nhân gian một nụ cười. Thì Khải tính nhắn nhủ chị Nguyễn Phương Hằng như vậy thôi. Đương nhiên trong tù thì không biết là có bàn trang điểm son phấn hay không, nhưng mà ít nhất họ cũng phải cho phép mình, đúng không ạ? Cũng phải chuẩn bị trước khi ra tòa. Thì Hằng về điểm phấn tô son lại, nở với nhân gian một nụ cười. Thì ý Khải muốn nhắn nhủ với chị Hằng là như vậy thôi. Có nghĩa là Khải nói là không cần như Khải, không cần phải to còi, lớn tiếng, hung hăng, có bỏ xích thể hiện, đao to, búa lớn, la hét, cung tay, gân cổ gì. Nếu mà bà Hằng hiểu được cái vị thế, cái vai trò của bà thì bà chỉ cần an nhiên tự tại, là tâm vạn biến, tâm bất biến trước dòng đời vạn biến,
trước phiên tòa ai nói gì nói, chỉ cần đứng đó nở một nụ cười thì Khải nghĩ là gần như là bà sẽ là đốn ngộ, giác ngộ đắc đạo rồi, là chỉ cần như vậy thôi. Và khi bà hiểu được cái vai trò, cái công việc của bà thì chỉ cần như vậy thôi, không cần mà ý Khải nói ngẩng cao đầu là trong tim của mình an nhiên tự tại, tâm bất biến dưới dòng đời vạn biến, vô tranh vô cầu vô lo vô ưu, không sợ cũng không lo cũng không tranh cũng không cãi, chấp nhận và biết cái công chuyện mình phải làm, mình sẽ làm. À, thì hôm qua hồi đầu cái phần đầu mới bắt đầu phiên tòa, Khải rất mừng khi thấy là mặc dù mình không có mở miệng, mình gọi là góp ý được, và đương nhiên cái tiếng nói của mình nó cũng không thể đến tai bà Nguyễn Phương Hằng được, tức là cái trọng lượng tiếng nói của mình bây giờ nó còn nhẹ hơn lông hồng nữa, không có ảnh hưởng, không có đến tai bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà không biết là trong cái sự mà đồng thanh tương ứng, cái vấn đề mà cái chí hướng gặp nhau đó, thì bà Hằng Khải thấy là lúc đầu phiên tòa cũng rất là an nhiên tự tại, cũng hất tóc lắc đầu, cũng cười mỉm cười trước tòa, thì Khải rất là mừng và Khải cảm thấy là gọi là cảm thấy là mình cũng hy vọng là bà Hằng đã đốn ngộ, đã hiểu được những cái mà thông điệp của Du Tăng Thích Minh Tánh cũng như những người như Khải đang suy nghĩ, mà đang muốn góp ý gửi đến bà. Nhưng mà sau đó thì Khải thấy cũng có phần bà cũng lên, bà giang sơn dễ đổi, bà thánh khó dời, thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng là bà Nguyễn Phương Hằng, cũng sẵn sàng, cũng tiếng Anh nó gọi là raise voice, cũng to tiếng, không phải là quát tháo chửi bới quá to tiếng, nhưng mà ít nhất là cũng không có phải là ôm tồn nhẹ nhàng mà vô tranh vô ưu vô cầu vô gì hết, nhưng mà cũng vẫn là bà Nguyễn Phương Hằng, cũng có phần thẳng thắn khẳng khái, và không chịu xin lỗi những kẻ gọi là bị hại. Và bà nói bà cũng đang thưa lại, cũng như là đến khúc chót thì Khải thấy là bà cũng Khải không dám nói là đi ngược lại với cái suy nghĩ, những cái lời đề nghị của Khải, có nghĩa là Khải đề nghị là không quỵ lụy, không xin xỏ, không nhận tội. Thì có lẽ là có một số người nhìn vô thì sẽ thấy là bà xin khoan hồng, coi như là gần như một hình thức là cũng là dịu giọng xuống nước, hoặc là bà nói chuyện với cái thẩm gia thẩm phán là cũng dạ, trả lời lúc nào cũng rất là lễ phép. Thì ở một cái góc độ nếu mà cực đoan như Khải thì có lẽ là tức là ngay tức thì cái cảm giác của Khải thì Khải cũng cảm thấy hơi là cảm thấy khó chịu, cảm thấy là hơi là gọi là cái gì ha, hơi bất mãn, hơi bất bình, cảm thấy là cảm thấy là không hài lòng. Nhưng mà Khải nghĩ là thực tế thì Khải thấy nó cũng không sao hết, có nghĩa là ở một góc độ mà một người mà khôn ngoan, một người từng trải, một người mà đã gọi là tỷ phú trong thương trường, trong tình trường, trong lăn lộn ở cuộc đời 50 năm nay rồi, thì cái sự ứng xử của họ, cái sự mà nó gọi là EQ, cái khả năng đối nhân xử thế của họ thì rõ ràng đối với Khải là một trời một vực. Họ là giống như là chuyên gia, họ là chuyên nghiệp, họ có bao nhiêu kinh nghiệm thành tích rồi, còn Khải thì chỉ nói cái miệng thôi, chứ còn về đối nhân xử thế Khải rất kém. Thành ra giống như Khải nói, nếu mà nói về cảm xúc cảm giác thì đương nhiên Khải thấy khó chịu, Khải không có vui, nhưng mà Khải hoàn toàn Khải tôn trọng và Khải không dám có ý kiến. Có nghĩa là nhưng mà Khải nhìn vô thì Khải thấy ít nhất là nó ở cái mức độ gọi là tôi cũng không nhận tội, tôi cũng không có, tức là Khải nói bà Hằng cũng không nhận tội,
bà Hằng cũng không xin lỗi, bà Hằng cũng không xin xỏ, nhưng mà ngược lại bà Hằng cũng tỏ thái độ rất là lịch sự, nếu mà nói là lễ phép trước tòa, và cũng nói gọi là cũng có gọi là gì ha, cũng có lý lẽ là xin được về để mà trở là thành một người công dân tốt, người có ích cho xã hội. Thì Khải thấy ok, đó là một cái sự mà nó gọi là compromise, là một cái sự mà cuối cùng là rất là hợp lý. Tức là nếu mà giả dụ bà Hằng bà có ngồi nghe Khải nói góp ý đi, rồi những người này người kia góp ý, thì Khải thấy cái quyết định, cái thái độ, cái gọi là cái những gì mà bà Hằng bà thể hiện bày tỏ trước tòa, thì Khải thấy cảm thấy là đó là một cái quyết định rất là khôn ngoan, rất là hợp lý. Khải không có ý kiến gì hết, không hề phản đối. Nhưng mà ngược lại, Khải nghĩ nếu mà bà Hằng bà hiểu được cái vai trò, cái tiềm năng, cái vai trò, cái vị thế của bà, giống như Khải nhìn thấy, giống như những người như Dương Tăng Thích Minh Tảnh nhìn thấy, thì bà Hằng có lẽ là sẽ có một cái thái độ, sẽ có một cái thể hiện cái phong thái nó khác hơn. Nhưng mà không sao, tức là ít nhất Khải thấy là như vậy là bà Hằng cũng cũng rất là khẳng khái, rất là lịch sự, rất là nghiêm túc, rất là professional. Tức là tự nhiên Khải quên cái từ professional tiếng Việt, nó gọi là chuyên nghiệp, nếu mà không nói là rất là trưởng thành, chứ không có phải bũ bã nói chuyện mất dạy láo lếu như là cái gọi là thẩm phán ở Việt Nam. Mặc dù mình là ngồi ghế thẩm phán cũng không có quyền nói chuyện mất dạy như vậy. Thì trở lại, Khải thấy là Khải xin lỗi viện kiểm sát, tức là công tố viên. Tức là khi mà Khải nói là những cái âm binh tay sai mà này nọ, sâu bọ này này kia, ý Khải nói là nếu mà họ lạm dụng cái vai trò, cái cơ chế, cái vị thế của họ để họ đàn áp người dân, bịt miệng người dân, để họ trù dập người dân, hoặc là bịt miệng bà Hằng để mà tuyên án bà Hằng một cách vô lý, đề nghị truy tố một cách xử bà Hằng một cách nặng nề, quá đáng, thì Khải mới nói là như vậy thì họ cũng chỉ là cái thứ sâu bọ thôi, bia miệng ngàn đời người dân, và lịch sử sẽ trả lại công đạo cho bà Hằng, sẽ phán xét họ. Nhưng mà Khải thấy cái đề nghị của họ cũng rất là hợp lý. Khải thấy là giống như những người như Khải cũng có đã từng suy nghĩ, có nghĩa là cuối cùng thì họ sẽ tha bổng bà Hằng, nói là ồ, tại vì cái bà Hằng cũng gọi là có vi phạm pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng, điều gì đó, mặc dù Khải không có chấp nhận những cái điều luật đó. Và Khải sẽ giải thích tại sao những cái điều luật đó nó chỉ là cái công cụ để bảo vệ đảng, bảo vệ cái bộ máy nhà nước, cơ quan công quyền, để mà đàn áp người dân thôi. Khi mà họ cần, họ sẽ lợi dụng, viện dẫn những cái đạo luật đó để mà bảo vệ quyền lợi, bảo vệ cái vai trò của họ, để mà đàn áp những cái tiếng nói đối lập. Giống như Khải nói, họ tạm giam bà Hằng vì bà Hằng đã coi như là cái ảnh hưởng của bà đã vượt qua cái ảnh hưởng của họ, ảnh hưởng của bà Hằng đã bao trùm, và nếu mà họ không can thiệp, họ không bỏ tù bà Hằng, bà họ không gọi là tuyên án, họ không truy tố, họ không dằn mặt giết một người răng trong họ, thì tương lai thì bà Hằng sẽ qua mặt họ, tiếng nói bà sẽ bao trùm, mà bà sẽ có ảnh hưởng. Mà nếu mà 50 năm, 20 năm nữa, có thể bà sẽ trở thành thủ tướng, bà sẽ trở thành là tiếng nói đại diện của người dân, và lúc đó thì cái ảnh hưởng, cái quyền lực của bà sẽ vượt qua họ. Đó là lý do tại sao mà họ phải chặn bà, và họ viện dẫn cái đạo luật 331, điều luật 331 để mà truy tố, để mà tạm giam, bịt miệng bà Hằng thôi. Trở lại thì Khải nghĩ là bà Hằng thì cũng sẽ được tha bổng, cùng lắm ở tù thêm, cao lắm là 6 tháng nữa là cùng thôi, chắc chắn. Thì Khải tính là chút nữa sẽ trình bày, nhưng mà thôi lỡ rồi Khải nói luôn, thì Khải hy vọng là
Chị Hằng, trong thời gian mà từ giờ cho đến lúc mãn hạn được tha bổng đó thì cách đây mấy hôm Khải đã dự định, Khải nói rồi, Khải nghĩ là ít nhất thì giống như chị nói đó, thì Khải nghĩ chắc chắn là sau cái sự kiện này, những cái gọi là thử thách, những cái gian truân khổ ải mà chị nói 18 tháng tù đó, thì đối với chị là một cái giá, và đương nhiên nó là một cái trải nghiệm. Và Khải nghĩ là chắc chắn là chị đã trưởng thành hơn, chị cũng sẽ có cái sự chín chắn, có cái sự thay đổi sau những cái chiêm nghiệm về cuộc đời, nhìn lại, soi rọi lại, đúng không ạ? Có thời gian ngồi trong trại giam để mà không phải là tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà cũng lắng động, cũng cũng để mà quán chiếu, đúng không ạ, chiêm nghiệm. Thì Khải nghĩ là chắc chắn là Việt Nam sẽ có được một công dân hữu ích hơn, một công dân trưởng thành hơn, và gia đình chị sẽ có một người mẹ gọi là cái từ hiền mẫu ở Việt Nam đó, thì nói chung là người mẹ tức là một người mẹ chắc chắn là cái chuyện thương yêu con, thì từ giờ đón giờ không ai mà đặt vấn đề mà về cái chị thương yêu hằng hữu, là thương yêu bé hằng hữu à. Cái mà Hạnh muốn nói đây á, là trong gia đình thì một người mẹ là đảm đang, một người mẹ gương mẫu. Thì ngược lại thì Khải nghĩ trong gia đình cũng vậy, chị cũng có thể là một người vợ là lý tưởng hơn. Cái đó Khải không nói, Khải nghĩ là nói chung là một phiên bản tốt lành hơn Nguyễn Phương Hằng trước đây. Tại tại vì dầu sao đi nữa, quý vị biết rồi, một người mà có quá nhiều quyền lực, có quá nhiều thành công, thì tiếng Anh nó gọi là it gets to your head, thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ trở thành kiêu binh, mình kiêu hãnh, mình hãnh tiến, mình ngủ quên chính chiến thắng. Thì có thể là trong suốt thời gian trước đây, chị Hằng chị đã quá thành công, làm ăn là chị có từ thắng đến thắng, chưa bao giờ thất bại, và đã đạt được tất cả những gì chị muốn. Thì đôi khi có thể là mình cũng vì cái sự thành công mà gọi là liên tục đó, thì có thể là mình có một vài cái mà nó nhìn ở cái mức độ con người, thì có thể là sẽ bị một số người nào đó họ ganh tị, họ ghen ghét, họ cảm thấy là họ chưa có hài lòng với mình. Thì Khải nghĩ là những cái điều đó trong 18 tháng qua, thì cái mà gọi là cái trải nghiệm bị tạm giam, gọi là bất công hay là hợp lý gì đó, hay là công bằng hay không thì tạm thời chưa nói, nhưng mà ít nhất Khải nghĩ nó cũng sẽ giúp cho chị Nguyễn Phương Hằng để mà cải thiện bản thân hơn, tu tâm dưỡng tánh, để trở nên một cái phiên bản Nguyễn Phương Hằng 5.0, nói chung là dịu dàng hơn, biết nhìn đời ở một vài cái góc cạnh khác, từ cái góc độ của những người chưa bằng mình, ví dụ như vậy, thua kém mình, đang ganh ghét mình. Nhưng mà cái Thầy muốn nói đây là, thưa chị Hằng, Thầy nghĩ Việt Nam không phải là cái môi trường để mà chị có thể gọi là để mà có thể dùng cái từ gì ha, để mà có thể mà phát triển. Phát triển đây là phải nói giống như chị nói đó, là đại nguyện, những cái đại nguyện của chị, hoặc là giống như Khải với những người như Du Tăng Thích Minh Tánh nói, là để mà đảm nhiệm cái vai trò, cái công việc mà bề trên, hay là quần chúng, hay là
tình huống diễn tiến nó đưa đẩy mà hoặc là sứ mạng thiên mạng hoặc là trời trao quần chúng ủy thác cho chị, mà giống như Khải nói hụt tẹt ra là những người như Khải với Ngô Kỵ và đương nhiên nhiều người khác là tự cho rằng là mình là làm cách mạng, mình là nhà đấu tranh, mình hoạt động xã hội để mình, tức là không phải một mình Khải nha, Khải nói chung cho nhiều người, để mà lật đổ chế độ độc tài, để mà thay đổi xã hội, cải tạo môi trường, để mà khai thông dân trí. Thì tất cả những cái lý tưởng, những cái hoài bão, những cái gọi là tuyên ngôn tuyên cáo, những cái là sự ồn ào khua chiêng giống trống, gọi là hoang tưởng mơ mộng đó, thì không biết ông Ngô Kỵ hoặc là những người khác là đã tiến hành, đã thực hiện được bao nhiêu phần. Chứ còn riêng Khải, Khải thấy Khải cái thành tựu của Khải là con số zero, một con số không to tướng. Khải chưa làm được gì hết, tất cả những cái lý tưởng, cái hoài bão của Khải chưa làm được cái gì hết. Trong khi đó bà Nguyễn Phương Hằng, giống như Khải nói, Khải không nghĩ bản thân bả là muốn làm cách mạng, muốn thay đổi xã hội, muốn là nhà đấu tranh văn hóa xã hội gì hết, thay đổi thế giới gì hết. Bả là một người rất là thực dụng, rất là thực tế, rất là thực tiễn, và đương nhiên tiếng Anh đó là go getter, là người là thực dụng, có nghĩa là mình muốn cái gì mình có cái mục tiêu, lên kế hoạch và thực hiện và đạt được cái mục tiêu đó. Thì giống như Khải nói, bao nhiêu năm nay bả thành công mà là đánh đâu thắng đó, muốn gì được nấy. Và có thể là nhiều người thấy là cái thành tựu to lớn nhất của bả là trở thành là bà Huỳnh Y Dũng, tổng tổng giám đốc công ty Đại Nam, là phu nhân của ông Huỳnh Y Dũng, vợ ông Dũng Lò Vôi. Thì có thể nhiều người thấy đó là cái thành tựu to lớn nhất của bả rồi. Nhưng mà Khải xin lỗi anh Dũng Lò Vôi nha, ông Huỳnh Y Dũng, Khải không có dám coi thường cái vị thế, cái thành tựu, cái chỗ đứng của ông. Nhưng mà giống như Khải mới trình bày đó, đối với những người như Khải hiện giờ và những người như ông Du Tăng, Thích Minh Tánh đó, thì Khải nghĩ trong tương lai nếu mà bà Hằng nhìn thấy được, hiểu được, thấy được cái vấn đề giống như Khải với những người như Du Tăng, Thích Minh Tánh, thì sẽ thấy là cái chức phận, cái vị thế tổng giám đốc công ty Đại Nam, vợ ông Dũng Lò Vôi không là cái gì, không là cái gì. Nếu mà so với cái tiềm năng, cái vai trò mà bà, nếu bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận gánh vác cái vai trò đó, giống như Khải nói, bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng cái tầm ảnh hưởng, cái tiềm năng, bà hoàn toàn làm được những cái chuyện mà Khải chỉ có mơ mộng, Khải chỉ là gọi là cái ấp ủ hoài bão, bà nói thẳng ra là mơ mộng thôi, muốn làm mà không có làm được một cái gì hết. Giống như Khải nói là Khải muốn xây một cái nhà thì đến bây giờ một viên gạch cũng chưa mua được nữa. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ nếu bà chấp nhận, bà đảm nhiệm cái vai trò này, bà sẽ xây được một căn nhà không những là đẹp to giống như Khải mơ mộng, mà còn gấp trăm lần cái hình ảnh căn nhà mà Khải muốn xây nữa. Có nghĩa là gì? Bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn có thể góp phần, nếu mà không nói một mình, thúc đẩy cái sự khai thông dân trí, thay đổi xã hội, thay đổi suy nghĩ của quần chúng, cái tư duy của quần chúng, cải tổ xã hội. Nếu mà không nói là thay đổi cơ chế xã hội. Nói thẳng ra là trong vai trò của một người gọi là, mà những người như Khải là gọi là activist, Khải không kêu gọi, không có kích động, không có xúi giục bà Hằng hoạt động xã hội, làm cách mạng, trở thành nhà đấu tranh đối lập với chính phủ Việt Nam, Khải không có kêu gọi như vậy. Nhưng mà Khải nói vô hình chung bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ ở vào cái thế có thể làm được cái chuyện đó, Khải khẳng định như vậy.
Còn cái chuyện bà có gánh cái trách nhiệm đó hay không, bà có chấp nhận cái thiên mệnh, cái sứ mệnh đó hay không, bà có tiếp tục đeo đuổi cái việc làm của bà hay không, đó là chuyện quyết định của bà Nguyễn Phương Hằng. Giống như Khải nói, nếu mà bây giờ bà chấp nhận thôi, được ra tù rồi tôi sẽ không làm livestream nữa, sẽ không có lên tiếng, không có gây ồn ào, không có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đảng, của nhà nước nữa, sẽ không có làm cho ông này khó chịu, người kia phải lo lắng nữa, tôi chỉ muốn an phận, không bị truy tố, rồi vui vẻ với chồng con này kia, thì đó là quyết định, cái quyền quyết định của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà riêng Khải thì Khải cảm thấy rất là tiếc, rất là tiếc nếu mà bà chọn con đường đó. Vậy thôi. Tại vì giống như Khải nói, Khải không kêu gọi bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Khải chỉ nói bà vô tranh vô cầu, không có đối đầu với ai hết, an nhiên tự tại. Mình chỉ là một người tốt, một người tử tế. Tiếng nói của lương tri, đúng không ạ? Không có ý muốn tranh giành, không có ý muốn lật đổ, không có ý muốn bôi nhọ ai hết. Nhưng mà Khải nghĩ nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng đảm nhiệm cái vai trò tiếng nói của lương tri thì cái ảnh hưởng, cái đóng góp và nhất là cái thành tựu của bà Nguyễn Phương Hằng thì nó sẽ gấp trăm ngàn lần Khải. Khải có thể sống bao nhiêu kiếp cũng chưa chắc là có thể đạt được những cái thành tựu mà bà Nguyễn Phương Hằng có thể làm được nếu mà bà gánh vác cái vai trò, cái công việc này. Thì giống như Khải, không phải Khải thánh tướng, chị Hằng còn nhớ khi mà chị ở vào cái vị thế là cũng bị phạt hành chánh, đứng trước cái quyết định là có, giống như chính ông Huỳnh Uy Dũng cũng khuyên là thôi ngừng đi, xuống tông đi, hạ giọng đi, đừng có cương nữa, đừng có làm livestream hoài, đừng có đối đầu, đừng có gọi là to tiếng nữa. Thì Khải là một trong những người đã gọi là xúi dục chị, đã góp ý và khuyên chị. Giống như bây giờ đó, hồi đó Khải có nói, Khải nói không, nếu mà chị làm, tiếp tục làm YouTube, tức là cách đây 2 năm Khải còn nhớ ngồi ở Gypsy, Khải có nói, Khải nói nếu mà chị có chấp nhận tiếp tục làm YouTube thì lúc đó Khải không biết là cái hậu trường, cái lý do, nguyên do, những cái kế sách, là lý do tại sao chị làm YouTube, rồi cái quan hệ vợ chồng, đó là song kiếm hợp bích, tâm đầu ý hợp, gọi là đồng vợ đồng chồng cùng lên kế hoạch này để thực hiện chung với nhau, hay là có những cái gì ẩn khúc đằng sau. Khải không biết, Khải chỉ nói là Khải không biết là cái tình hình tài chính của công ty Đại Nam, của bản thân chị Nguyễn Phương Hằng lúc đó ở đâu. Có người chỉ nói là đang phá sản, đang rao bán, đang thiếu nợ, hoặc là cái vấn đề về giấy phép, rồi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, lại có, nói chung là tương lai của anh chị, của công ty Đại Nam, tình hình tài chính Khải không dám có kết luận. Khải biết là có rất nhiều những cái khúc mắc, những cái nhiều khê trong đó, nó không có đơn giản. Có thể chị là nữ tướng, hay là chị là công cụ, chị là con cờ, hay là chị có là giống như Khải nói là cũng là một cái người chủ động tự mình đồng ý đồng hành với anh Huỳnh Duy Dũng để mà thực hiện cái công việc tố cáo Võ Hoàng Yên và leo thang những cái lời tố cáo đó để mà điểm mặt những cái người khác. Nhưng Khải còn nhớ cách đây 2 năm Khải có nói, Khải có khuyên chị, góp ý với chị, nếu mà không nói là kích động xúi dục chị, Khải khuyên chị không nên ngưng. Khải nói là nếu mà chị dám chơi, dám chịu, chị tiếp tục làm YouTube thì cái vai trò của chị sẽ là nữ hoàng YouTube. Và cái vai trò, cái vị thế, cái ngôi vị đó thì nó, Khải xin lỗi, nó sẽ vượt qua tất cả những cái gì mà chị đã có, chị đã đạt được trước đây.
kể cả là cái ngôi vị tỷ phú tổng giám đốc công ty Đại Nam thì cũng không thể so được với cái chỗ đứng trong lịch sử mà chị sẽ là nữ hoàng YouTube. Khải rất là hãnh diện, tự hào, tự tin để mà lặp lại, nhắc lại cho chị nhớ. Khải là người đã dám nói như vậy. Khải nói nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng bất chấp những cái lời khuyến cáo, cảnh cáo của chính quyền, của Bộ Công an, của Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo gì đó, khuyên chị, cấm chị không cho chị làm YouTube nữa, đúng không ạ? Thì nếu mà chị an phận thủ thường, chị biết vâng lời thì chị đã không bị truy tố, đã không bị tạm giam. Nhưng chị giống như là một ngôi sao có tiềm năng nhưng mà chưa bao giờ tỏa sáng. Người ta chỉ biết à cái bà này bả lên bả tố cáo Võ Hoàng Diện như vậy, là rất nhiều người chuẩn bị vô coi, nhưng mà chị tự động chị xét về, đúng không ạ? Coi như là chém về, xét còi, rút lui, an phận. Chị là người bị tạm giam tù tội, Khải chỉ là cái thằng chùm mền hô xung phong. Nhưng mà Khải không có cảm thấy hối hận, Khải không có cảm thấy cắn rứt gì hết. Khải nghĩ là khi mà Khải nói nếu mà chị còn tiếp tục làm YouTube đi ngược lại với cái quyết định, cái lời gọi là cảnh cáo của cơ quan công quyền Việt Nam, thì chị sẽ tỏa sáng và chị sẽ khẳng định được cái chỗ đứng của Nguyễn Phương Hằng, nữ hoàng YouTube. Không ai có thể phủ nhận, tước đi cái chỗ đứng, cái vị thế đó. Và lịch sử truyền thông thế giới, lịch sử YouTube, lịch sử Việt Nam, bia đời sẽ luôn luôn là tồn tại tên tuổi Nguyễn Phương Hằng. Và Khải nghĩ cái chuyện đó hoàn toàn đã xảy ra. Bây giờ dù chị có bị tù 18 tháng, chị có bị mất tiền sạc nghiệp, trở thành tội phạm gì nữa, thì chị vẫn là nữ hoàng YouTube của Việt Nam, đúng không ạ? Thành ra từ đó để nói là Khải đã từng có những cái lời bày tỏ, những lời khuyên trong quá khứ, và Khải nhắc lại để thấy là cái lời khuyên của Khải hoàn toàn có cơ sở và đúng đắn, và đã xảy ra đúng như vậy. Thành ra trở lại trong tương lai, Khải tiếp tục một lần nữa, Khải không phải là giống như những cái thằng khốn nạn chùm mền hô xung phong, suối trẻ ăn cứt gà, kêu người ta đi vào chỗ chết để mà mình an nhàn hưởng, là coi như là trục lợi, ăn trên ngồi chốc, ngồi mát ăn bát vàng. Giống như chị nói, Khải không có hưởng được cái lợi gì từ những cái việc làm của chị. Khải không có đu trend bú phê của chị để mà kiếm view, kiếm tiền trên YouTube, ăn theo cái sự kiện Nguyễn Phương Hằng để mà kiếm sống. Khải không có hề trục lợi trên cái sự đau khổ mà những cái gọi đau đau buồn của chị. Khải chỉ nói ra những cái suy nghĩ của Khải. Và Khải nghĩ nếu mà chị tiếp tục kiên trì con đường này, Khải không nói là chị đối đầu, không nói là tuyên chiến, không nói là vi phạm pháp luật Việt Nam, làm những cái chuyện mà để mà Việt Nam có lý do để mà truy tố chị về những cái tội danh khác nha. Khải không nói như vậy. Khải chỉ nói là cái vai trò của chị là tiếng nói của lương tri, nữ hoàng YouTube, tiếng nói của người dân. Và hồi nãy Khải có nói là Việt Nam không phải là cái môi trường để chị có thể là dùng cái gì từ ha, là mình có thể là mình coi như là mình có thể để mình có thể thực hiện, hoàn thành cái sứ mệnh, cái vai trò đó. Tự nhiên Khải quên tiếng Việt là cái mà
giống như là thỏa chí tan bồng, như là để mình có thể, mình không phải là chủ tài, không phải là mình coi như là mình có thể mình có nghĩa là đơn giản là Việt Nam họ không chấp nhận tự do ngôn luận, họ không chấp nhận những tiếng nói đối lập, họ không chấp nhận những lời phê bình chỉ trích, họ không chấp nhận cho người dân nói ra những cái sự thật nếu mà họ chưa cho phép. Nói đơn giản là cái môi trường ở Việt Nam, pháp luật Việt Nam cản trở chị nói lên sự thật để mà giúp cho người dân Việt Nam có thể khai thông dân trí, thay đổi tư duy để mà có thể góp phần thay đổi xã hội, cải tổ xã hội. Thì Khải bây giờ nói cụ thể ra, tại vì Khải nghĩ tiếng nói của Khải cũng chẳng có đến được tai ai, thành ra hy vọng nó không gây khó khăn cho chị. Nhưng mà Khải nghĩ nếu mà sau khi mà chị được gọi là mãn hạn rồi đó, Khải nghĩ chị nên định cư ở một quốc gia khác. Chị có thể qua Singapore, có thể qua Sip, có thể qua châu Âu, hoặc là qua Hoa Kỳ. Khải không phải kêu gọi chị là đi lưu vong để mà đấu tranh nha, Khải không có nói như vậy. Khải nghĩ là ở những xứ sở tự do, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thì chị sẽ có cơ hội để mà sống đúng với con người của chị, có cơ hội phát triển, có cơ hội làm được những cái việc chị muốn làm, hoặc là giống như Khải nói, cái tình huống cùng chúng đứng bề trên ủy thác trao cho chị cái sứ mạng, những cái công việc là đảm nhiệm những cái vai trò, thực hiện những cái công việc. Mà Khải nghĩ chỉ có khi nào chị ở nước ngoài thì chị mới có thể sống để mà thực hiện những cái mà chị gọi là đại nguyện, giúp người giúp đời. Đó, nếu mà không nói đến chuyện mà tâm linh sâu xa hơn thì Khải chỉ nói một cách rất là dân gian, rất là thực tế đời sống. Thì thay vì ở Việt Nam chị phải là đối phó với những cái luật lệ ở Việt Nam, hiện giờ thì Khải nghĩ nó còn rất còn nhiều cái kẽ hở, rất nhiều thiếu sót, nó phi dân chủ, nó bất hợp lý, nó không có thật sự là vì bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo vệ an ninh trật tự xã hội để tạo điều kiện để mà thực thi công lý, để mà bảo vệ công đạo. Chứ còn đương nhiên an ninh trật tự thì trong đó nó có liên quan đến đảng, nhà máy cầm quyền, thì cái chuyện trật tự xã hội thì họ làm rất tốt. Khải đang nói đây là công lý, công đạo. Nếu mà có những cái gì mà nó ảnh hưởng đến quyền lợi, đến vị thế của đảng cộng sản, của nhà nước, thì chắc chắn sẽ bị trù dập, sẽ bị ngăn cấm, sẽ bị bịt miệng, sẽ bị truy tố, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị đàn áp. Kể cả cái chuyện muốn thay đổi, cải tổ xã hội, giống như cái chuyện chị làm. Ủa tại sao trong nước cán bộ viện kiểm sát, bộ công an đuôi hết à, ngu hết à, mà không biết thằng Võ Hoàng Yên là thằng bịt? Tại sao mà nó bịt người dân Việt Nam mười mấy năm mà không ai truy tố, không ai lên án, cho đến lúc chị lên tiếng? Rồi vấn đề mà lên đồng, vấn đề mà xây chùa, vấn đề quyên tiền, ăn trộm từ thiện. Khải xin lỗi, Khải không tin Thủy Tiên tí nào. Khải nói thẳng như vậy. Bây giờ muốn truy tố hay là muốn ám sát hay là muốn đàn áp, trù dập, muốn gì đó thì Khải chấp nhận. Chứ còn Khải hoàn toàn không tin cái vấn đề Thủy Tiên là cô Tiên, là làm từ thiện mà gọi là vì tâm, hoặc là vì là tu từ nhỏ 3 tuổi đã biết đọc kinh, đã biết thần chú gì đó. Khải không tin cái chuyện đó. Tại vì cái chuyện mà
một trăm mấy chục tỷ Việt Nam mà cầm tiền mà đếm mà để mà phát thì cái chuyện đó là phản khoa học. Các bạn cứ phân tích một cách khoa học đi thì không ai có thể mà cứ mà đi kêu gọi quyên tiền một cái là mấy trăm tỷ mà cứ cứ ra nhà băng lãnh tiền tươi để đem về nhà rồi đem đếm từng tờ phát cho người dân, thì cái chuyện đó rất là vô lý, phản khoa học và không thể thực hiện được. Bây giờ kêu quý vị mà ngồi mà đếm 5 tỷ đồng để quý vị đếm chắc cả năm cũng đếm không xong, cho làm sao mà phát mấy trăm tỷ đi mà phát tiền mặt mà ngồi đếm từng tờ như vậy được, tiền tươi như vậy được. Rồi đừng có lầm lẫn với cái chuyện là tao kêu gọi thành ra mấy trăm tỷ đó là của tao, công của tao, thành ra bây giờ nó là của tao, tao có toàn quyền muốn quyết định, muốn phân phát cho ai, muốn làm gì làm, tại vì là tao là đứng ra kêu gọi. Cái lối suy nghĩ đó rất là mông muội. Đừng có nghĩ như vậy, cũng như Khải nói là đừng có nghĩ là tao là bây giờ là tổng thống, tao quyết định là chiến tranh thì sẽ có cả triệu người chết, thành ra bây giờ tao ra đường tao giết vài thằng tông lái rượu say rượu lái xe tông chết vài đứa thì cũng thấm gì. Đừng có cái lối suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, nó rất là phản khoa học. Quý vị như vậy là mình còn suy nghĩ cái lối rất là mông muội, cái lối rất là không có logic, không có hiểu về nguyên lý nguyên tắc. Đâu ra đó Thủy Tiên kêu gọi là Thủy Tiên có được cái công, có được cái phước của mình, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cái tiền người ta đóng vô rồi, đó vẫn là tiền của người dân, mình chỉ là shipper, mình chỉ là cái người kêu gọi. Và bây giờ muốn cái tiền nó đến người dân thì phải có một cái hệ thống, có một cái phương thức để mà trao cái quỹ của những mạnh thường quân nhà hảo tâm đó, mấy trăm tỷ đó đến tay những người cơ nhỡ cần giúp đỡ. Chứ không phải tự nhiên mình kêu gọi xong là bao nhiêu người gom tiền vô thì cái quỹ đó trở thành là quỹ Thủy Tiên. Rồi tao muốn làm gì tao làm, tao muốn đếm cho ai, cho ông mất vịt hả, tôi cho ông mấy trăm triệu. Ồ sao tay móng đỏ như vậy mà cần tiền thôi, cho mày mấy trăm ngàn thôi. Thủy Tiên không có cái quyền đó. Đó không phải là tiền của Thủy Tiên. Và thứ hai nữa cũng không thể mà ngồi mà đếm từng tờ rồi buồn cái nó cho mấy trăm triệu. Cái đó đâu phải tiền của Thủy Tiên, mà muốn cho ai là cho. Thành ra cái chuyện rồi Khải nói là trở lại chuyện chị Nguyễn Phương Hằng, khi mà chị nói bây giờ quý vị thấy Khải mới xem cái clip trên mạng thì cái công văn cái tài liệu chính thức của là nhà nước đó là đã nói là mười mấy năm nay là ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng nổi cái quỹ hằng hữu không mà đã góp vô mấy trăm tỷ đồng Việt Nam, phải nhớ mang máng nhiêu, 600 tỷ đồng Việt Nam, hơn 600 tỷ, 600 mấy chục tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng khoảng 30 triệu đô la. Đó là một một cái quỹ hằng hữu mộ tiên không đó, rồi xây cầu xây cống, rồi trong cái mùa đại dịch hai ông bà này cũng cũng góp mà gọi là chi ra mấy trăm tỷ đồng Việt Nam để giúp người dân Việt Nam trong cái mùa dịch. Thì những cái thằng khốn nạn mà chỉ có là từ thiện bằng mồm á, chỉ có đứng ra hô hào đó. Nó bỏ bao nhiêu tiền tươi tiền túi của nó ra để làm từ thiện, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bỏ ra bao nhiêu tiền tươi, hay là chỉ là nói cái mồm, đứng ra nói cái miệng thôi, rồi tự nhiên là nhận hết công đức công lao của mình, rồi biến cái tiền mười mấy tỷ đó trở thành để trong tài khoản đó ngâm đó. Nếu mà bà Hằng bà không khai, bà không khui ra thì tụi bay có sao kê, có gọi là gì đó, không phải sao kê nữa mà là coi như là có thực hiện những cái lời kêu gọi không, nói là kêu gọi để giúp nạn nhân lũ lụt mà ngâm cả mấy năm trời. Nếu mà bà Hằng bà không nói thì tụi bay có xuất tiền ra để mà cứu giúp nạn nhân lũ lụt không, hay là ôm luôn? Thành ra phải nói nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng bà không lên tiếng như vậy thì bản thân nhà nước, bản thân chính quyền, bản thân Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc có làm được, làm tròn cái vai trò của quý vị hay không? Quý vị có giám sát,
có bảo vệ quyền lợi của người dân chưa? Có truy tố những cái thằng bịt bợm như Võ Hoàng Yên chưa? Có đặt vấn đề với Võ Hoài Linh chưa? Có yêu cầu Võ Hoài Linh phải tự nhiên phải quên cái từ Việt Nam, coi như là phải không phải sao kê, tức là khi mà anh huy động vốn, anh kêu gọi rồi, anh quyên góp rồi, thì anh phải coi như là gọi là gì ha, tức là gì đó, xả ngân gì đó, tức là anh phải thực hiện chứ, anh phải thực hiện cái việc mà giúp đỡ các nạn nhân chứ. Chứ còn tự nhiên anh kêu gọi xong tiền vô anh cứ để anh ngâm, anh giữ trong tài khoản của anh cả bao nhiêu tháng trời, bao nhiêu năm trời là sao? Tại sao Bộ Công an không biết à? Đuôi hết à? Hay là ngu? Hay là ngậm miệng ăn tiền, há miệng mắt quai, cũng có chia chác trong đó. Tại sao điều tra Thủy Tiên cho đến giờ này vẫn nói Thủy Tiên là người tốt, việc tốt, là không hề có sai sót, không hề biện thủ, không hề phải là ăn trộm từ thiện? Hải không tin chuyện đó. Hải không tin. Và rõ ràng phải có cơ sở, tại sao bây giờ có việc có chuyện mà chuyến bay giải cứu Việt Á, bao nhiêu thằng đi tù, bao nhiêu thằng ăn tiền. Thành ra cái mà cái công văn, cái quyết định mà nói là Thủy Tiên là được giải oan gì là đối với Hải không có giá trị. Chừng nào những cái thằng đó đi tù, những thằng đó bị truy tố thì Hải mới tâm phục khẩu phục. Còn bây giờ thì thật sự thối nát, quan chức thối nát, bại hoại, thoái hóa. Nếu mà bây giờ đang truy tố bao nhiêu thành phần là nhận tiền hối lộ để mà bơm thổi cái công ty Việt Á để mà đè dân ra, ngoáy mũi bắt phải mua, bắt phải đóng tiền, thì nó chứng minh là rõ ràng bây giờ trong bộ máy là có biết bao nhiêu những thằng khốn nạn, tham quan, thoái hóa, tham ô móc ngoặc, ăn trộm, tạo dựng hiện trường, bảo kê, làm chứng dối. Thành ra cái chuyện mà nói là đã điều tra rồi và Bộ Công an xác nhận là Thủy Tiên là không có ăn trộm thì Khải không tin. Khải yêu cầu, đề nghị Bộ Chính trị, Nhà nước, Chính phủ phải vào cuộc điều tra lại. Còn chị Hằng thì Khải nghĩ là trở lại cái chuyện Quỹ Hoàng Hữu và những cái chuyện đóng góp của anh chị đó, thì Khải nghĩ nếu mà nói về tiền tươi, tiền mặt, nói về con số thì rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Cái đó là nó gọi là cái tích, khi mà người Việt Nam mình theo đạo Phật nó là tích phước đức, là cái đó là Khải nghĩ là cái đó là cái phước tức là cái mà cái đóng góp của anh chị đối với xã hội qua hiện vật, qua những cái quỹ anh chị tạo ra, qua những cái đóng góp về hiện kim, về gọi là tài chính đó. Những cái việc làm của anh chị để mà giúp cho xã hội, cho người nghèo xây cầu cống, rồi khí oxy miễn phí rồi này kia, ví dụ như vậy đó, thì ở cái mức độ nào đó thì giống như Khải nói là nó đã là những cái số liệu mà có thể cân đo đong đếm được, thì cứ coi như là cái phước của anh chị đó là không ai phủ nhận được. Và nếu mà bây giờ ai muốn điều tra, ai muốn tìm hiểu thì có thể cân đo đong đếm được. Cái Khải nói đây mà Khải nghĩ là ông Du Tăng Thích Minh Tánh mà có cách đây một hai hôm cũng có nói đó, thì Khải nghĩ ở cái cảnh giới, cái đẳng cấp mà Khải đang nói tới đây đó, mà chị có thể hiểu được là Khải thấy chị cũng có một vài lần vô chùa ngồi nói chuyện tâm linh, nói chuyện về Phật Pháp đó, thì cái từ đây nó gọi là công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Khải nghĩ nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng gánh vác cái vai trò này thì nó gọi là công đức vô lượng. So với những cái đóng góp của chị,
từ trước đến giờ, thì cái việc làm sắp tới của chị nó còn cao cả, nó còn bao la, nó còn to lớn gấp bao nhiêu lần nữa, phải phải dùng cái từ công đức vô lượng. Nó thay đổi xã hội, nó thay đổi vận mệnh đất nước, góp phần thôi chứ Hải cũng không muốn thánh tướng nói là một mình Nguyễn Phương Hằng có thể thay đổi vận mệnh đất nước, nhưng mà sẽ góp phần một phần rất lớn mà những người như Khải, kể cả Ngô Kỵ cũng không làm được cái gì hết so với chị. Thành ra Khải hy vọng chị, nếu mà có nghe được Khải, nghe được những cái lời của những người như Du Tăng, Thích Minh Tánh, thì bỏ chút thời gian để suy nghĩ với những cái lời góp ý, lời khuyên, mách nước. Khải không dám nói là soi đường chỉ lối, cái là đây là giống như là xúi giục kích động hay là gì, nhưng nếu mà chị nhìn ở một cái góc độ mà nói là muốn gọi là giống như từ xưa đến giờ mà chị nói là cái chính ông Huỳnh Uy Dũng cũng nói đó, là cái như chị dùng cái đại nguyện, hoặc là nói là cái gì, không biết chị có dùng từ lẽ sống hay không, mà anh chị nói là sau này là bao nhiêu của cải để lại cho hằng hữu, cho quý hằng hữu hết, có nghĩa là không phải sống để làm tiền, để mà bo bo giữ của, để mà làm cái gì, mà chị muốn tích phước, đúng không ạ? Thì Khải nghĩ chị nên suy nghĩ, tìm hiểu thêm những cái điều mà Khải đang muốn nói. Cái mà chị và anh Dũng đã làm có thể là đóng góp cho xã hội hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam, hàng trăm triệu đô la, nhưng mà nó cũng chỉ là ở cái mức độ đó thôi, tức là cũng chỉ là tích phước. Nhưng mà cái mà chị có thể làm được nhiều hơn nữa, mà phải gọi là công đức vô lượng đó, là ở một cái vai trò, cái tiếng nói của lương tri, có thể soi đường dẫn lối, góp phần khai thông dân trí, để cho quần chúng người ta thấy được vấn đề, người ta thấy được sự thật, người ta hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, người ta đồng lòng, người ta muốn thay đổi xã hội, cải tổ xã hội, thì cái đó nó sẽ là công đức vô lượng. Và Khải hy vọng trong tương lai, nếu mà những người nào nghe được cái lời của Khải thì cũng suy nghĩ thêm để mà góp ý với chị Hằng, để mà có thể khuyến khích chị Hằng kiên định cái con đường này và đảm nhiệm cái vai trò này, cái vai trò của một người. Khải không dám nói là làm truyền thông nữa, không có kêu chị là đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành là đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, để mà là nhà đấu tranh, để mà là nhà đối lập hay là phản động gì hết. Khải không có kêu gọi như vậy. Nhưng mà bây giờ cứ nhìn ở mức độ tâm linh đi. Giả dụ hồi nãy Khải nói là chị có thể trở thành một công dân gương mẫu, một người mẹ hiền, một người vợ đảm đang. Nhưng mà nếu mà Khải không dám xúi chị quy y, nhưng mà nếu mà chị chiêm nghiệm về vấn đề tâm linh hơn, và Khải thấy chị cũng hình như ông Du Tăng, Thích Minh Tánh có nói là chị đã, ông đã quy y cho chị với cái pháp danh là Tâm Hằng, thì Khải nghĩ Khải không xúi chị đi tu, nhưng mà Khải nghĩ là nếu mà Việt Nam có thêm một Tâm Hằng, một Phật tử mà là bỏ nhiều thời gian để mà tìm hiểu về Phật pháp, để mà theo bước chân của Phật, để mà gọi là dùng cái từ gì, tức là giống như là theo cái hạnh Bồ Tát đó, Thầy nói thẳng đó, tức là nếu mà mình thực hiện những cái việc từ thiện thì cũng chỉ là những nhà hảo tâm mạnh thường quân, có thể giống như Bill Gates hoặc là Elon Musk, hoặc là một số những nhà hồi xưa trước đó là Rockefeller rồi này nọ đó, họ có thể hiến tặng gia tài của họ hàng trăm tỷ đô la, nhưng mà cũng chỉ là những mạnh thường quân hay nhà hảo tâm thôi. Nhưng mà nếu mà đi theo cái hạnh Bồ Tát, theo cái đại nguyện
tâm Bồ Tát đó, Khải đang kêu gọi, nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng hiểu được cái ý của Khải, tâm Hằng hiểu được cái ý của Khải, mà chị chấp nhận, mà chị gọi là cái đại nguyện đó, nó qua một cái cảnh giới là, thì chị có thể trở thành một Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. Làm cái hạnh Bồ Tát thì rõ ràng giống như Khải nói, cái cảnh giới Bồ Tát đó thì là nó một cái cảnh giới khác rồi. Thành ra đó là Khải nghĩ chị Nguyễn Phương Hằng có thể đạt được cái cảnh giới đó, có thể làm được cái công việc đó. Bây giờ Khải phải, nãy giờ Khải phải ngồi nói nhiều như vậy là tại vì Khải thấy rõ ràng nó còn chưa, cái chuyện đó thì chỉ là mới cái tiềm năng Khải thấy, Khải mong mỏi, Khải hy vọng thôi. Chứ còn qua cái biểu hiện của chị ở Phương Tòa thì rõ ràng Nguyễn Phương Hằng vẫn là Nguyễn Phương Hằng. Vẫn còn, Khải không dám nói là bùng bột, rất là vẫn còn sôi nổi. Có thể chị có cái sự kiềm chế, tại vì chị đang đứng trước tòa, chị là bị cáo. Nhưng mà rõ ràng vẫn là một Nguyễn Phương Hằng rất là con người. Còn cái Khải mong muốn đây là hy vọng Nguyễn Phương Hằng sẽ, gọi là tâm Hằng sẽ lấn át Nguyễn Phương Hằng, để một Phật tử tâm Hằng sẽ, gọi là, Khải không dám nói lập nguyện nha, cái đó là xúi dục hơi quá, nhưng mà thay vì chỉ làm cái đại nguyện là giúp người, giúp đời, giúp những trẻ em bị bệnh tim, thì tâm Hằng có thể thấy được cái vai trò của mình để có thể lập cái đại nguyện cao cả hơn. Mà giống như Khải nói là một cái hạnh Bồ Tát là chấp nhận dấn thân, là tiếng nói của lương tri, để có thể thay đổi xã hội, thay đổi tư duy của đồng bào, của đạo hữu của mình, để góp phần xây dựng một cái xã hội tốt lành hơn. Thì cái đó là cái hy vọng, cái lời kêu gọi của Khải. Và Khải hy vọng cái tiếng nói của Khải, những cái lời chia sẻ của Khải ngày hôm nay sẽ một lúc nào đó đến tay chị Nguyễn Phương Hằng. Và Khải lặp lại, Khải hy vọng chị Nguyễn Phương Hằng nên di cư, đi du lịch, rồi qua những nước nào đó để mà hoạt động, để mà sinh hoạt, để mà ít nhất là an dưỡng một thời gian, để mà tịnh tâm lại. Và Khải rất hy vọng, chắc chắn là Khải sẽ không có đầu quân làm âm binh, làm tay sai, làm nhân viên của chị. Nhưng mà nếu một ngày nào đó mà chị Nguyễn Phương Hằng có cơ hội hoặc là quyết định qua Hoa Kỳ, qua quận Cam để du lịch, để an cư, thì Khải rất hy vọng, rất là sẵn sàng, rất là hân hạnh nếu mà có được cơ hội để mà nói chuyện với chị, để mà tâm sự với chị, hoặc là để mà có cơ hội để mà đóng góp, làm việc cộng tác với chị trong cái công việc mà nãy giờ Khải đang trình bày nữa, là một cái chuyện nó ở một cái tầm mức mà nó có thể, tức là nếu mà chị chấp nhận gánh vác đảm nhiệm cái công việc đó, thì Khải nghĩ ít nhất là góp phần rất lớn để mà thay đổi xã hội Việt Nam. Và Khải rất sẵn sàng, hân hạnh để mà có thể ở một cái góc độ nào đó, trong một cái công việc nào đó, vai trò nào đó, có thể góp phần, góp tay, góp sức để mà làm việc với chị trong cái công cuộc mà riêng Khải là dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, thì rõ ràng là Khải thấy chị đã hoàn toàn không chỉ nói mà đã làm được những cái chuyện đó, mà chính hôm qua ở Việt Nam cũng đã nhắc lại là đã dẹp loạn thần y, dẹp loạn thần y. Còn cái chuyện dẹp láo, dẹp lừa thì đã có nghị định 91, rồi có những cái nghị định này, nghị định kia để kiểm soát, chấn chỉnh những cái hoạt động từ thiện, những cái hoạt động tôn giáo liên quan đến quyên góp, liên quan đến mà tiền bạc. Thành ra một lần nữa, Khải không biết là phiên tòa sẽ tuyên án chị ra sao, thì Khải nghĩ là cùng lắm thì
chị cũng sẽ chỉ có phải thụ án ở tù thêm cùng lắm cao nhất là 6 tháng nữa thôi. Và nếu mà tòa đồng ý gọi là tha bổng chị ngay sau phiên tòa thì Khải chúc mừng chị và hy vọng chị Nguyễn Phương Hằng, thay vì như những người ủng hộ chị, fan của chị đó gọi là có cái câu slogan là Phương Hằng mãi đỉnh, thì Khải hy vọng chị Nguyễn Phương Hằng vẫn mãi mãi là Nguyễn Phương Hằng, nhưng Nguyễn Phương Hằng phiên bản 5.0. Nguyễn Phương Hằng phiên bản 5.0 thì cái phần Tâm Hằng sẽ nhiều hơn là Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, và Tâm Hằng sẽ chín chắn hơn, sẽ kiên định hơn và sẽ thấy được cái vai trò của Tâm Hằng và sẽ hy sinh đảm nhiệm cái vai trò đó. Mà đối với Khải nó là cái hạnh Bồ Tát, và hy vọng nếu mà Tâm Hằng bỏ hết tâm nguyện để thực hiện đảm nhiệm hoàn thành cái sứ mệnh của Tâm Hằng thì sẽ lúc đó cộng đồng Việt Nam fan của Phương Hằng sẽ không có gọi là chỉ có hãnh diện là Phương Hằng mãi đỉnh, mà họ sẽ có một Bồ Tát Tâm Hằng, Bồ Tát Tâm Hằng. Và cái đó là cái hy vọng của Khải cũng như là cái may mắn của cộng đồng, của xã hội, của dân tộc Việt Nam. Nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng để cái phần Tâm Hằng nó take over để mà dấn thân đảm nhiệm cái sứ mệnh, cái vai trò là tiếng nói của lương tri để mà dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, để mà góp phần thay đổi xã hội, khai thông dân trí, để mà góp phần kiến tạo cái môi trường, cơ chế xã hội Việt Nam văn minh, dân chủ hơn, để mà tương lai con cháu chúng ta có thể hãnh diện để mà ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc lân bang. Thì cái đó là cái hy vọng của Khải, và rất hy vọng nếu mà anh Huỳnh Uy Dũng nghe được những cái tiếng nói của Khải, hoặc là những cái người nghe được tiếng nói của Khải, Khải hy vọng chuyển những cái lời góp ý chân thành của Khải đến với anh Huỳnh Uy Dũng, và qua đó sẽ đến được với chị Nguyễn Phương Hằng, thì Khải rất là hân hạnh, rất là mãn nguyện. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Khải xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt.